như nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Y chi lễ ngày hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Phước dỗ 14 năm, linh hồn Anna Vũ Thị Kiều, Januario Trương Ngọc Thanh Tùng, linh hồn Anna Maria, hai linh hồn Phêrô, linh hồn và đặc biệt là linh hồn Geronimo Nguyễn Văn Nghị, ba của cha trực. Cha trực đương làm cha phó trong công đoàn của chúng ta đây. Không biết là tôi quên rồi, nhưng mà hồi đó là ngài đi học chung vào chúng viện chung với, cùng lớp với cha Thái. Thì ba của cha là linh hồn Geronimo mới qua đời hồi sáng 3 giờ sáng này, bị Covid chết tại Sài Gòn. Và một linh mục nữa là cha Joachim Nguyễn Văn Tân, là phó giám đốc đại chúng viện Vĩnh Long. Vĩnh Long lúc đó là liên địa phận Vĩnh Long, địa phận Mỹ Tho và địa phận Cần Thơ. Thì ngài là phó giám đốc và là đặc biệt là cha là bà con chú bác ruột với tôi, ông già tôi thứ hai, ba của cha thứ sáu, cho nên là rất là gần gũi. Mà ngài thì rất già, và hồi đó Đức Cha Thục đã gửi bốn thầy mà đi học ở bên Pháp để mà trốn khỏi bị đi lính. Nhưng mà rồi thì khi mà làm cha thì bốn người đó thì đậu được ba, mất hết một. Rồi thì trở về dạy ở trong tiểu chủng viện. Nhưng mà ngài đã vào thuộc trong cái hội tu hội Prado. Thì trong cái tu hội đó thì sau này khi mà ngài bị ở tù thì chính trong cái tu hội đó đã cứu ngài ra, cho nên ngài được qua Pháp, ở bên Pháp và khu bên đó. Thì ngài tôi tính theo cái lớp đó thì hiện bây giờ chắc có lẽ ngài cũng phải 90-91 tuổi. Thì chắc có lẽ tôi đoán có lẽ là chết già. Thì trong 2 năm trước tôi cũng đã thấy hình của ngài rất yếu. Nhưng mà rồi thì ngài chết ở bên Pháp. Thì, xin công đoàn cũng cầu nguyện cho ngài, và cầu nguyện nhất đặc biệt là cho linh hồn Geronimo, ba của cha trực. Và tôi tin rằng là thứ sáu này thì các cha Việt Nam sẽ tề tụ lại đây để sức dầu và dâng thánh lễ cho đặc biệt cho ba của cha trực. Thì tất cả chúng ta, nếu chúng ta có rảnh rang thì chúng ta đến để dự thánh lễ và chúng ta cùng cầu nguyện. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúa đã được sai đến để chữa những tấm hồn thống hối, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để cầu bào cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa đứng hàng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh em không cần chúng tôi viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. Khi người ta nói rằng yên ổn và an toàn, thì chính lúc đó tai họa thần linh sáng xuống trên họ.
như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai và họ không sao thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không còn tối tăm đến nỗi ngày đó bất chợt anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm, vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ, vì Thiên Chúa đặt để chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng là để chúng ta chiếm lãnh ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dù thức hay ngủ, chúng ta được cùng sống với Người. Bởi đấy, anh em hãy an ủi nhau, hãy lo xây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn đọc câu đáp. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là đấng phụ trợ đời tôi sợ gì ai? Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa và chiêm ngưỡng thánh diện của Người. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Tôi tin rằng tôi sẽ nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Kính mời cộng đoàn đứng. Alleluia, Alleluia, ai giữ lời Chúa Kitô thì quá thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thành Ca-phác-nôm xứ Galilea và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sa-ba. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bây giờ trong hội đường có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện gì đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: Hãy câm đi và ra khỏi người này. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, và không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất ra. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa anh chị em, bài phúc âm ngày hôm nay thì cũng không khác gì những cái bài phúc âm khác trong thời này, là Chúa giáo hội đưa ra những cái phép lạ của Chúa làm
Thì lần này chúng ta nghe là Thánh Luca đã kể lại cái người bị quỷ ô uế ám. Thú thật với anh chị em là khi tôi về đây rồi, chắc có lẽ cũng cả 90 người ở trong cộng đoàn này mới hỏi tôi, thưa cha, cha có tin có ma quỷ không? Thì tôi cũng lấy làm lạ. Tại làm sao mà trong Kinh Thánh nói mà không để ý, không chịu nghe, mà bây giờ hỏi tôi? Thì anh chị em thấy như cái bài phúc âm ngày hôm nay đó, thì cũng là quỷ ô uế ám một người. Thì nếu trường hợp mà không có ma có quỷ á, thì làm sao mà Kinh Thánh nói lên được? Mà hãy nếu trường hợp mà không có ma có quỷ, chúng ta đâu có mắc tội tổ tông. Cái tội mà ông ấy dông bệ và ăn trái cấm đó, nếu không có nó, thì anh chị em thấy rằng Kinh Thánh đã nói, mà Kinh Thánh Cựu Ước tức là Chúa đã mặc khải cho người ta viết lại, thì đương nhiên rằng là nó là một cái tín điều để cho người ta tin. Mình phải tin rằng Kinh Thánh là sự thật. Thì như vậy anh chị em thấy rằng cái chuyện có ma có quỷ hay không, thì thật sự ra tiếng đơn thì nó là ma quỷ, nhưng mà nếu trường hợp tiếng kép nó là ma quỷ, thì nó cũng là một thứ thôi. Một thứ đó là cái bè phái mà chúng ta thấy là từ xưa là Chúa dựng nên, không phải là dựng nên ma quỷ mà là dựng nên thiên thần. Nhưng mà cái phái này không tùng phục Chúa, cho nên Chúa phạt mới gọi là ma quỷ. Chúa phạt. Thì thưa anh chị em, nếu trường hợp mà rồi Chúa còn cho phép nó dùng mọi cái hình thức của nó để mà nó lôi cuốn nhân loại của chúng ta đây theo nó, thì tôi nói vậy không phải là chỉ nói bông lông mà thôi. Nhưng mà Kinh Thánh đã nói rõ, mà chúng ta biết được rằng chính Chúa Giê-xu đã bị ma quỷ cám dỗ. Có chứ không phải là không. Thì đương nhiên rằng là cái chuyện ma quỷ thì phải có qua mọi hình thức. Và trong Kinh Thánh thì ngày hôm nay chúng ta thấy nó là quỷ ô uế, rồi quỷ dâm dục, nó còn nhiều thứ quỷ lắm. Đủ thứ, cái bè phái của nó đông lắm, chứ không phải là không có. Thì những người, chúng ta thấy những người mà khi còn sống đây mà chúng ta không chịu theo cái niềm tin của chúng ta, không chịu tuân giữ lời của Chúa dạy, rồi chúng ta làm những điều nghịch cùng Chúa, thì đương nhiên rằng khi mà mất thì có lẽ họ sẽ thuộc về cái bè phái này. Mình không lên án được là họ sẽ xuống quan ngục hay là đi vào đâu đó, nhưng mà sẽ thuộc vào cái bè phái này. Thì cái bè phái chống đối Thiên Chúa, bè phái bị phạt. Còn cái vấn đề mà có nhiều người nói thấy có bóng ma, có bóng quỷ này kia nọ đó, thực sự ra thì cái điều đó cũng là một cái tâm linh. Không biết là nó có thật hay là không, hay là những cái ảo tưởng của con người. Thì tùy theo mỗi người, có thể cũng có được, bởi vì Chúa cho phép nó cũng có thể được, chứ không phải là không. Thì thưa anh chị em, cái chuyện ma quỷ là bao giờ cũng phải có, để rồi thì con người của chúng ta mới đương đầu với ma quỷ. Nhưng mà rồi đó, có những loại ma quỷ mà Chúa nói rằng tại sao các thánh tông đồ chữa đủ nó không đi, thì Chúa nói rằng là thứ đó thứ dữ rồi đó, cho nên là phải đọc kinh cầu nguyện nhiều mới được. Thì ở bên Việt Nam thì tôi cũng có nghe nói nhiều các cha già đã chữa quỷ ám cũng có. Nhưng mà đích thân tôi là ở bên trại tị nạn, thì tôi cũng đã giúp cho một em đó được thành công. Tức là anh chị em nhớ rằng là ở trại tị nạn thì tội lỗi nó tràn đầy. Tại vì á, cái thời lúc của tôi vô là nó cũng muộn rồi, 89, 88, 89 rồi. Cho nên là đi quá sức đông. Trong cái nhà bề ngang 4 thước, bề dài 10 thước, thì nó đưa vô 40 người. Thì 40 người như vậy đó, thì nếu 10 thước mà là thì
thì chia bề ngang 4 thước thì nó chia làm 2 thì còn 2 thước. Thì 2 thước như vậy là đủ cái người của mình rồi, thước 7, thước 6. Rồi thì 10 thước thì chia ra thì nó được 20 người, thì như vậy là mỗi giải đó thì hai giải thì mỗi người vậy đó được phần có 5 tấc thôi. Thành thử ra tội lỗi vô cùng. Đó, không phân biệt nam nữ gì hết, cứ ai tới trước thì lãnh 5 tấc vô. Có khi có những anh chàng thanh niên trẻ trẻ đó, họ căng dây, họ đóng một căng dây lên, dán giấy vô y như là nằm trong cái hộp đó, nhưng mà cũng phải chịu vậy mấy năm trời. Thì tôi nói vậy thì biết rằng trong cái cảnh ở trại tị nạn đó, nó gặp đủ thứ tội lỗi hết trơn, cho nên đó, phá thai cũng nhiều lắm. Mà tôi biết được có một chuyện phá thai uống nửa ký lô tiêu. Anh chị em ấy tưởng tượng được không? Tại vì cái con nhỏ đó nó ở gần tôi, cái đi khác tàu, nhưng mà nó dùng cái hình thức đó, rồi cái người khác mới nói cho tôi biết uống nửa ký lô tiêu để trục cái bào thai ra. Rồi cái bào thai mà ở trong trại là trại cấm, cho nên là có đi đâu được đâu, thì cứ dục ngoài bãi rác đó. Thì cái con nhỏ mà tôi giúp nó đó, nó có gia đình mới có một tháng thôi, rồi là đi vượt biên, bỏ đi một mình, đi với anh chị của nó chứ còn bỏ chồng đó. Thì đi tới nhưng mà tới trễ, cho nên ở sát với những người chàm. Thì tối đó ở cũng thời gian lâu lắm rồi, nhưng mà rồi la lối dần giật dữ lắm. Rồi cái thì có ông thầy, ông ở gần đó, ông lại ông trồng sâu chuỗi vô êm. Nhưng mà rồi ban ngày đó thì ông thầy đó báo cho tôi biết là sự kiện nó vậy, nhưng mà rồi không biết ai gửi sâu chuỗi nó ra mất. Thì chiều đó là con nhỏ đó, cái dì Phước ở gần nó mới dắt nó đi lên tôi. Bữa đó là tôi bệnh mà, nhưng mà cũng phải đi làm, tại vì đương cất cái nhà nguyện ở trong trại, cho nên phải đi để ăn rồi nằm nghỉ rồi mới tới giờ để mới đi làm lễ. Thì dắt lên tới tôi, thì tôi ngồi dậy, thì tôi nghe nói rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà khi đó là tại vì chưa có nhà thờ, thành thử ra ảnh tượng chuỗi rồi đó là tôi treo vòng 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 ở cái phòng của tôi đó nhiều lắm. Rồi khi nào làm lễ thì đem ảnh tượng nó lên treo bàn thờ làm lễ xong rồi đem về đó. Thì nó vô, nó cứ nó gầm mặt xuống, nó không nói chuyện. Mà trước đó tôi đi thanh lọc trước, nó còn ở trại cũ, thì tôi đi qua tôi làm lễ là chính nó đã đi mua hủ tiếu cho tôi sáng, tôi ăn lót lòng, là bởi vì tôi phải ngủ đêm lại ở bên đó. Chính nó rất là tốt. Nhưng mà tới chừng đó nó vô tôi là cái mặt nó gầm xuống, không nhìn tôi chút nào hết. Thì tôi kêu nó lên tiếng, hỏi nó trả lời. Hỏi chứ con thích ở đây không? Không, không thích. Hỏi thích ở đâu? Thích ở ngoài cái cổng có lính gác ngoài đó. Giờ thôi không có lo cho cha nữa, con đi chùa. Đó. Rồi cái rồi hỏi tại làm sao mà con không nhìn ra mà nhìn xuống dưới đất vậy nè. Nó tại vì trên hình ảnh nhiều quá con không thích. Đó. Cái tụi nay rồi cái sâu chuỗi hồi hôm nay ông thầy trồng vô rồi con đâu rồi, nó dục mất rồi. Nó nói thôi bây giờ cha cho con cái khác nha. Nó nói không, ta nói không được, cha tới con tới cha là cha phải cho con sâu chuỗi đó. Thì tôi mới biểu thằng đệ tử của tôi, mà trong khi đó nó có những bạn bè của nó bên lương đứng coi, tôi chứng kiến cho tôi coi tôi làm sao. Thì tôi biểu thằng đệ tử của tôi đưa sâu chuỗi, tôi làm phép xong rồi đó, tôi trồng vô, tôi biểu dì Phước nó phụ trồng sâu chuỗi nó vô trong đầu nó, trồng vô cái nó tỉnh lên, nó cười, nó nói chuyện vui vẻ, hỏi bây giờ đi lễ không, đi với cha nha, dạ, rồi là đi. Hỏi tại làm sao mà trước đó con không thích con ấy, nó nói kỳ lắm, không ở đây con không thích, mà thích đi chùa, thích ở ngoài cổng với lính Thái rồi đó, đó, thỉnh thử ra, rồi cái rồi thì tôi làm dấu đánh giá cho nó, rồi là nó đi lễ với cái dì Phước đó. Thì tôi mới nói với dì Phước đó, tôi nói rằng dì chuẩn bị sau lễ tôi để dành một cái bình chúa cho dì, dì đem về tối tôi cho nó ngủ ở kế bên dì, dì giữ đó để cho nó an tâm, nó đừng cho nó biết. Rồi thì nó ngủ, sau đó một vài đêm nó cũng ngủ với dì đó, dì nó mới thỏa thẻ, nó mới nói với dì đó cho dì đó biết rằng là một tuần lễ trước đó nó đi lễ, thì thật sự ra ở trong đó
người Công giáo thì không nhiều lắm, nhưng mà người bên lương nhiều, nhưng mà luôn luôn đi lễ để chờ ông cha giảng, để nói chuyện về vấn đề thanh lọc như thế nào, như là đặng biết tin tức như thế nào thôi, chứ còn không phải là đi lễ gì vì cái niềm tin đạo. Thì nó đứng làm lễ, tôi đứng làm lễ là người ta đứng ở ngoài đường lộ, đường xe chạy ở trong cái khu vực, thành thử ra là nó đứng sát với những cái đống rác, đồ rác này, thì mỗi ngày là xe nó vô nó hốt rác, thì nó đứng gần đống rác đó, cách xa cả trăm thước tới mới tới bàn thờ. Thì nó nói rằng là cứ mỗi một lần khi tôi dâng lễ, dâng bánh lên, truyền phép dâng bánh lên là xong rồi đó, là có một đứa bé nó lại nó khiều khiều, rồi cái rồi nó dắt đi về nhà, thì nó đi, cho nên là cứ nửa mùa vậy, một tuần lễ. Thì tới cái bữa đó thì cũng vậy, nó lại nó khiều khiều, có đứa bé nó khiều khiều đi, nó dắt đi về nhà đó. Rồi thì đêm đó là nó bắt đầu nó lành. Thì không biết, tôi đoán không biết phải là có ma quỷ gì hay như thế nào, nhưng mà chính tôi đã làm như vậy rồi thì nó tỉnh luôn, êm luôn. Cho nên là tôi muốn nói chuyện với anh chị em đây để biết rằng là có ma có quỷ thật chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà những cái đó nhiều khi là tùy mỗi người, cái tâm trạng của mỗi người, cái niềm tin của mỗi người. Thì có lẽ bởi vì cái niềm tin của mình mạnh, ma quỷ nó không làm gì được đâu. Yếu là có thể nó sẽ cám dỗ mình đủ thứ. Cho nên thì đây cũng là một cái hình thức. Thì cái bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa mà chữa cái người bị quỷ ám này dễ dàng, bởi vì nó quyền của Chúa, không bao giờ ai mà chống đối được đâu. Không có ai mà lớn hơn quyền của Chúa. Cho nên chính nó thấy Chúa rồi, nó biết rồi, cho nên nó kêu ông Giê-xu Nazareth, ông đến đây ông để giết tôi, hại tôi hay sao đây. Thì đó là một cái hình thức cho biết rằng ma quỷ nó biết Chúa. Thì đây chứ, còn chúng ta đây đã nghe phúc âm, đã nghe trong cuộc sống của chúng ta, nghe lời Chúa không biết bao nhiêu, mà chúng ta có tin tưởng Chúa hay không? Thì thưa anh chị em, chứ ngày hôm nay chúng ta nghe cái bài phúc âm ngày hôm nay đó, chúng ta cũng biết rằng là ma quỷ nó dễ cám dỗ chúng ta, để chúng ta đừng nghe lời Chúa, đừng thực hành những gì Chúa đã dạy chúng ta, để theo nó. Thì chứ gì, giáo hội mong muốn cho chúng ta biết lắng nghe, để thực hành những cái điều Chúa đã dạy, để nhờ đó mà chúng ta lướt thắng ma quỷ. Lạy Chúa, chúc tôn Chúa là Chúa tế cần khấu, vị Chúa đồng ban cho chúng con bánh này là quá màu ruộng đất và lòng công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh nuôi sống chúng con. Chúc tôn Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, chúc tôn Chúa là Chúa tế càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con rượu này là rượu bởi cái nho và lòng công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ơn thiêng liêng cho chúng con. Chúc tôn Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin nhận lấy chúng con đang hành lòng thống hối và xin cho lễ tế chúng con dâng lên trước tôn danh Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, xin thấy rồi con sẽ được giác Phật nguyện tâm hồn và tội lỗi. Anh chị em hãy cầu nguyện để lời bầu của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha, lễ ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thế hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Ở cùng cha. Hãy nâng tấm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối và chống trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thống phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, hai Đức Giáo Mục Timothy và Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lên Chúa cứu thế và theo thể thức người giai chúng ta dám nguyện rằng: trên trời chúng con nguyện danh Cha ta sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp.
chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được yên an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đứng hàng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin được Thánh Chúa Kitô giữ con sống đời đời.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Và ơn Chúa.